Trang sẽ giới thiệu cho mọi người món nước ép dưa hấu cực ngon, cực bổ dưỡng và cực đỉnh. Các bạn hãy chọn cho mình một quả dưa hấu thật là to và thật là ngọt. Bây giờ mình sẽ cắt đôi quả dưa hấu này ra để mình lấy cái phần bên trong của quả dưa hấu. Mình sẽ múc cái phần bên trong của quả dưa hấu ra và mình sẽ tách hạt ra một bên. Và mình sẽ lựa những cái hạt dưa hấu ra ngoài để mình bỏ trong máy xay sinh tố để mình xay. Bây giờ mình sẽ múc ra để mình xay, mình sẽ bỏ vào máy xay sinh tố để mình xay. Các bạn có thể bỏ lên máy xay sinh tố cũng được, nhưng mà ở đây mình sẽ sợ bị đổ nên là mình sẽ bỏ ra ngoài để mình bỏ dưa hấu vào trong. Các bạn hãy bỏ từ từ chứ không là dưa hấu của mình nó sẽ bị trào ra ngoài. Và các bạn sẽ chuẩn bị đá. Đá là nó rất là to thì lúc mà mình xay nó sẽ rất là khó. Và các bạn hãy đập đá nhỏ ra thì lúc mà xay nó sẽ rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ múc 4 thìa đá mình bỏ vào. Nếu các bạn thích cũng lạnh hơn thì các bạn có thể cho thêm nhiều đá hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy cái này lại. Rồi mình sẽ bật máy xay sinh tố lên. Rồi mình sẽ chuẩn bị đặt cái này vào. Rồi mình sẽ xay sinh tố nha mình. Bây giờ mình sẽ bật máy lên để mình xay. Mình sẽ đổ đều ra cho bốn cốc của mình nó được bằng nhau. Rồi bây giờ mình đã đổ xong rồi. Trang trí thêm cái ly dưa hấu của mình nó được hấp dẫn hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái cốc và mình sẽ úp cái phần này ra để cho nó được đẹp mắt hơn. Các bạn có thể xài dao để cắt cái phần bên kia ra, cái phần vỏ của nó để mình cắt ra để mình treo lên cái cốc. Giống như vậy. Và mình sẽ cắt tương tự như vậy với đủ 4 cái cốc của mình. Khi xong 4 cái ly dưa hấu thiệt là ngon, các bạn có thấy hấp dẫn không? Các bạn hãy làm giống mình nhé. Mời các bạn cùng thưởng thức. Ngon quá.